dưa chuối ngon lắm. Mưa đi. Ngon thì em ăn đi. Ơ, này cô làm gì đấy, bỏ ra. Em muốn một đen cơ mà. Vâng ạ. Thế thì chỗ của em ở đây này. Hả? Cơm này. Cơm. Em muốn hai đứa chúng nó thì phút mặt em ngay lập tức. À. Đủ rồi. Ô tô màu áo giống em. Em thích không? Ui nhà đây cao thế. Đây cổng nhà vậy. À à, đây rồi, đây thôi. Hùng ơi. Hùng. Tìm mãi mà thấy ôi nhà. Ôi trời ơi. Sao hai chị em không gọi trước cho em để em ra đón? Có kịp gọi đâu. Thôi, đưa đồ em xách. Nhanh lên vào không bữa. Vào đi em. Vào đi. Để em vào trước em lấy nước. Đây đây chị cầm nhá. Em đi trước cơ mà. Nhà đẹp nhỉ. Hai chị em có mệt không? Chị uống tí nước đi. Cũng bình thường cậu ạ. Lâu lâu đường xa không đi, khó đi chết. Mà Thanh dạo này lớn nhỉ. Còn nhớ anh là ai không? Anh là ai chị? Đấy, không nhận ra rồi, tại lâu quá mà. Anh là ai à? Đây là anh Hùng, anh trai em đấy. Anh Hùng chết rồi mà. Hổ thế chứ lại. Sao lại bảo anh như thế hả? À? Mà nhà cửa em mới sửa lại đấy, chị thấy thế nào? Ừ, cũng nhìn sáng sủa hơn họ. Mà sao chị em mang nhiều dưa chuột lên như thế này? Nghịch ngợm lắm. Dưa chuột này là của Thanh. Thích bán hàng lắm nên là chị mang lên theo cho để bán hàng. Mai làm những sập nhỏ nhỏ ngoài cổng nhà mình ý. Thôi cũng được. Cho Thanh nó làm. Nhanh nhẩu hơn thì em cũng thấy vui hơn mà. Ở quê thì ở quê thì nó ít nói cũng kiểu không có như thế này đâu. Bây giờ em thấy khác đấy. Còn chị nữa, sắp lấy chồng chưa? Chú cứ hỏi thừa. Khi nào duyên tới thì lấy chú ạ. À, bây giờ em phải lên công ty ấy, có cuộc họp gấp rồi. Nên là chị em cứ ở nhà nghỉ ngơi nhá. Ừ, chú cứ đi đi, chị cứ đang ở nhà được. Chìa khóa thì em để ngoài kia. Nếu mà Thanh muốn bán hàng ấy thì bảo chị mở cửa cho nhá. Bán hàng. Thôi, em phải đi luôn đây. Ừ, chú đi đi. Trang à? Ừ. Em qua ngay nhà anh nhá. Lấy giúp anh cái tập tài liệu. Đến giờ họp đến nơi rồi mà anh quên mất. Luôn giúp anh, có người ở nhà mà. Được rồi, sang ngay đi nhá. Có gì gọi anh cho anh. Xin gái, chị mua dưa chuột ăn ngon lắm. Cái thằng điên này. Mày ở đâu lại đây đấy? Hả? Chỗ này để cho mày ngồi đấy à? Không phải thích là ngồi đâu nhá. Cút đi ra chỗ khác, khi tao còn nói chuyện tử tế. Em bán dưa chuột chị mua. Cút, không tao cho mày một trận đấy. Này. Cô đến lấy tài liệu à? Phải. Cô là giúp việc của nhà này à? Tôi là tôi cái gì? Làm giúp việc ấy thì phải biết để ý đến nhà cửa. Đường đường đây là nhà của tổng giám đốc, lại để cho thằng điên này ngồi trước cửa như thế. Ai đi qua người ta nhìn vào, người ta đánh giá cho thì sao? Không phải, mà đây là em tôi. Cái gì? Em trai cô. Từ bao giờ giúp việc được kiểu đèo bóng thêm cả người thân lên đấy? Hả? Tôi thưa chuyện này với anh Hùng rồi. Anh cũng cho phép tôi rồi. Ê, dưa chuột ngon lắm đúng không? Đúng rồi chị, dưa chuột ngon lắm. Chị mua đi. Ngon thì em ăn đi. À, ủa, này cô làm gì đấy, bỏ ra. Thì nó kêu là ngon thì tôi cho nó ăn thử thế mà. Cô đứng mà quá đáng. Quá đáng gì đâu. Em trai, chị là em sợ à? Ừ, chị bảo này. Ờ, chị xin lỗi nhá. Bây giờ nếu như em trai ăn hết chỗ dưa chuột này, chị cho em trai tiền mua bánh kẹo
đồ chơi, em có thích không? Vâng chứ ạ. Đúng rồi. Đồ chơi nữa. Đúng rồi. Thích không ạ? Thì ăn đi, ăn dưa chuột đi. Ăn dưa chuột ạ? Ăn đi em, Thanh. Ăn dưa chuột đi em. Đúng rồi, không ăn nữa Thanh. Ăn dưa chuột đi, mua rồi. Tài liệu tôi đưa cô rồi đấy, cầm cho Hùng đi. Em tôi đã bị điên này đã khổ lắm rồi, đừng lôi nó làm trò đùa nữa. Thì sao? Ai cấm được tôi? Không hiểu sao Hùng lại người thư ký như cô. Ta làm sao? Hả? Ông Thanh con, mày thái độ gì? Cô đánh chị em. Việc của mày là nốt cái chỗ dưa chuột này đi, nhớ chưa? Cô đi được rồi đấy, đứng mà quá đáng. Chuyện này chưa xong ở đây đâu. Hả? Hôm sau thì mày định làm gì tao? Tao giành con! Người xấu! Tao nói cho mày biết, anh Hùng không sớm thì muộn sẽ là chồng của tao thôi. Đợi đi, khi nào tao về cái nhà này làm bà chủ rồi thì cả mày, cả thằng em mày nữa, lúc đấy tao sẽ hành hạ chúng mày từng tí một, sống không bằng chết. Rất vui vì được cô hành hạ. Còn bây giờ mời cô đi cho. Đúng là tao đấy. Sợ. Thôi không sợ. Người xấu. Thôi mình vào nhà nhé. Về nhà nhé. Đi nào. Không bán hàng nữa à? Mai bán tiếp nhé. Nay mình bán được nhiều rồi mà. Nào. Đi vào nhà. Thanh sắp đũa chị Thanh. Mà sắp đũa đi. Mỗi bát một đôi. Một đôi. Ngoại Hùng xoan cơm đi. Một đôi. Thôi được rồi, đưa cho chị. Ngoại Hùng xoan cơm. Hùng ơi! Anh Hùng. Anh mắng chưa giờ? Anh Hùng ơi! Ăn cơm đi em. Em về đây. Wow. Đây, bác của Thanh đây. À, Thanh hôm nay bán được nhiều dưa chuột không? Em bán được ngay 3 quả liền, đây đang còn ở trong dưới. Yeah. Thôi ăn cơm đi đã. Được chuẩn ngon hơn. À chú Hùng này. Dạ. Cái cô sáng nay đến đây lấy tài liệu ấy, là trợ lý của cậu à? À Trang ấy ạ. Vâng, Trang là thư ký của em. Mà chẳng giấu gì chị, em cũng có tình cảm với Trang lâu rồi. Nhưng mà em chưa có dịp để giới thiệu với chị và mẹ. Cậu thấy cô ấy là người như thế nào? Thì Trang nhanh nhẹn, hoạt bát, khá là thông minh. Và cô ấy là một người cá tính đấy. Chị ăn về. Chị xin. Mà có chuyện gì vậy ạ? À không, không có gì đâu. Chú ăn cơm đi. Mà em định là một thời gian nữa em giới thiệu Trang cho chị và mẹ, cũng như là mời Trang về đây để ăn cơm này, để cho mọi người quen biết nhau trước đi, sau này về giới thiệu với bố mẹ dễ hơn, được không ạ? Ừ, thế cũng được. Nhưng mà hôm nào thì phải bảo chị với Thanh chuẩn bị trước, để chị với Thanh làm cơm. Thế thì mai nhá. Mai em giải quyết công việc xong thì em bảo Trang qua đây trước. Còn em đi mua một tí đồ ăn ngon rồi về chị em mình ăn. Đồ ăn ngon. Thôi không cần đâu, có một tí việc chị với Thanh làm được mà. Không sao đâu, Trang nấu ăn ngon lắm. Em ăn mấy lần rồi. Thế cũng được, tùy chú. Mọi người ăn đi. Ăn đi Thanh. Nào, đưa bát ra chị gắp cho. Không ăn trứng đâu. Còn chị về đâu? Chị Hằng ơi! Ôi chị ơi! Người xấu về đến rồi. Là gì chậm chạp. Cầm lấy. Đây là toàn là những món anh Hùng thích đấy. Liệu mà bày biện nó thật đẹp vào.
Nhà có nhiều đồ mà, cô mua làm gì? Tao thích thì tao mua. Đến lượt mày phải hỏi à? Tao mua gì tao phải báo cáo mày à? Thôi vào nhà đi. Ơ! Vô trên sang đi. Thôi em tao chua rồi. Đây, đi chị em mình vào nhà nấu cơm nhé. Lấy cái gì cho tao ăn đi. Quên ta. Nhanh tay mà nấu đồ ăn đi. Anh Hùng sắp về rồi đấy. Đến lúc anh ấy về mà chưa có cơm, mày không xong với tao đâu. Thanh ngồi đi em. Nó ngồi ở đây hả? Thường ngày bọn tôi vẫn ăn cơm của anh Hùng. Cái gì? Ăn cơm á? Nghĩa là ngồi ăn cơm cùng chung với nhau á hả? Lại đây. Đi vào gì em ạ? À? Lại đây thôi nào. Ăn trước đi không đói. Lát anh về muộn. Vâng. Lại đây. Lại đây chị nói thầm thế này. Đi, ra cho tiền. Ra cho tiền không? Bố đồ chơi. Xin làm cái gì ạ? Em muốn ngồi đây ăn cơm à? Vâng ạ. Thế thì chỗ của em ở đây này. Hả? Cơm này. Cơm. Cơm này. Cô làm gì đấy ạ? Thôi đứng đây này, đứng đây này, đứng đây này. Có đứng mà quá đáng. Tao chẳng có gì mà quá đáng cả. Tao chỉ muốn cho hai chị em phải biết rằng vị trí của chúng mày ở đâu. Chó mà đòi ăn cơm chung với chủ á, làm gì có chuyện đó. Dù chúng tôi là người dũng việt cũng chăng nữa, nhưng tôi là con người, không phải động vật. Mà động vật ấy cũng đáng là trân trọng, đáng là tôn trọng. Nhưng chúng mày không cùng đẳng cấp bọn tao. Như nào không cùng đẳng cấp? Như là mày là con giúp việc, còn đây là thằng em đần độn của mày. Tao nói cho chúng mày biết, chúng mày chỉ được to mồm bây giờ thôi. Không sớm thì muộn, cái cảnh mà chúng mày phải chịu đựng sống không bằng chết, nó sẽ đến sớm thôi. Còn mày, đừng có mà láo với tao. Bởi vì mày biết không, một khi mà mày láo với tao ấy, thì gương mặt xinh đẹp này của mày cũng không được như thế này đâu. Không được đánh chị thôi. Mày đẩy ai đấy? Hả? Hả? Đẩy ai đấy? Có động đến tôi thì được, nhưng không được động đến nó. Tao làm sao? Mày định làm gì tao? Mày làm đi! Hả? Chào. Hùng. Em đã làm cái gì đấy? Ấy Hùng. À anh. À anh. Anh về mà xem đây này. Giúp việc kiểu gì mà để nhà cửa như thế này. Em có biết đây là ai không mà em làm thế? Em làm thế thì có gì là sai à? Nó chỉ là một con ở, kéo thêm một thằng em đần độn về đây thôi mà. Em cũng đang định hỏi anh đấy, trước sau gì thì em cũng làm bà chủ của nhà này. Tại sao anh để cho hai đứa chúng nó ở đây? Em muốn hai đứa chúng nó tìm khuất mặt em ngay lập tức. À! Đủ rồi! Thôi Hùng. Đánh nhau rồi. Anh dám đánh em à? Chỉ vì một con ở với một thằng đần độn như thế này mà anh dám đánh em à? Con ở á? Thằng đần độn á? Hai người này là chị em ruột của anh. Anh không ngờ em lại làm thế với họ. Em còn lừa dối anh nữa. Cứ cho là em không biết, nhưng em có lừa dối gì anh đâu. Sao anh dám làm như thế với em? Hả? Từ công ty về em đã đi đâu? Em chỉ đi thẳng từ công ty về thôi. Em đi mua đồ ăn sẵn về rồi em đem về đây. Phải, em không biết nấu ăn.
Em chỉ làm được như thế thôi. Chỉ được như thế thôi, anh hiểu chưa? Nhưng mà chỉ vì lý do đấy mà anh đánh em à? Cộng với lý do của hai đứa này nữa à? Cái việc em đi mua đồ ăn sẵn ấy, rồi em tự nói là em nấu, anh biết từ lâu rồi. Nhưng mà đấy là tấm lòng của em, nhưng đã anh không chấp. Nhưng em đi với ai thì em xem đi. Anh nghe em giải thích đã. Chuyện không phải là như thế đâu. Anh ta chỉ là... Đủ rồi. Anh đã biết hết mọi chuyện. Em còn định lừa dối anh đến bao giờ nữa? Anh thật không ngờ anh đối xử với em không tốt à? Không. Hôm nay anh chứng kiến mọi chuyện, anh không còn gì để nói nữa. Anh à, em đi đi. Đừng mà, đừng đuổi em. Đi khỏi nhà đi. Anh không muốn gặp em nữa. Người xấu đi rồi. Tell me what's the hold up, baby. Tell me why your phone's off. Không phải sợ đâu. I think I'm losing it bad.